Quá tiếp nhận nguồn tin từ người dân về việc phát hiện một gói hàng chứa chất bột màu trắng được giao nhầm đến trước nhà, giám định sau đó là cyanua. Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan đã khẩn trương truy xét. Lần theo những dấu vết manh mối để lại, công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Thành Huy, sinh năm 1989, quê Bình Định, thu giữ hơn 1 kg cyanua được Huy cất giấu tại nhà để bán ra thị trường qua mạng xã hội. Từ tháng 3 năm 2023 tới thời điểm bị bắt, Huy đã bán hơn 100 kg cyanua cho hàng trăm khách hàng tại nhiều tỉnh thành, trong đó có 16 trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận mua chất độc cyanua để tự tử. Truy xét nguồn cung cyanua cho Huy, công an bắt giữ Ngô Thị Như Huệ, sinh năm 1985, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, trưởng phòng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Nam Phương. Huệ đã lập khống hợp đồng mua bán cyanua của công ty Nam Phương với các đối tác để tuồn ra ngoài, bán lại cho người khác để hưởng chênh lệch. Từ năm 2019 đến nay, Huệ đã bán 2,55 tấn chất độc cyanua, thu lợi gần 374 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra làm rõ.